Tối ngày 5 tháng 8, bản cập nhật tiếp theo của Liên Quân Mobile phiên bản thành phố siêu Việt đã chính thức cập bến máy chủ chính thức. Theo đó, trong bản cập nhật lần này có 7 vị tướng được thay đổi sức mạnh. Trong đó có một số tướng quốc dân được game thủ Liên Quân tin dùng được chỉnh sửa lại chiêu thức nữa đấy nhé. Nội tại, sát thương, 28% công vật lý, mỗi cấp 4, 7, 10, 13 tăng 1%. Sát thương vật lý, một phần trăm máu tối đa mục tiêu sát thương chuẩn chuyển thành hai phần trăm máu tối đa mục tiêu, mỗi 150 công vật lý tăng một phần trăm. Sát thương vật lý, có thể chí mạng. Xóa, sau khi tung chiêu được tăng tốc chạy. Chiêu một, tên nổ. Sát thương, 175, 25 mỗi cấp, 75 công vật lý, chuyển thành 250, 40 mỗi cấp, 80 công vật lý. Loại bỏ khả năng gây choáng thay vào đó hiệu ứng khống chế mới sẽ là làm chậm 25% trong 2S. Thời gian hồi chiêu, 9S, 06S mỗi cấp chuyển thành 8S, 04S mỗi cấp. Chiêu 2, tên thần, chiêu 3 cũ. Chỉnh sát thương gốc, 230 mỗi cấp, 50 công vật lý. Điều chỉnh sát thương theo máu đã mất, 7% máu mục tiêu đã mất. Hiệu ứng, chiêu sẽ đẩy lùi và làm choáng địch khi ở gần. Thời gian hồi chiêu, 15S, 1s mỗi cấp. Xóa, mỗi tên gây sát thương lên mục tiêu không phải tướng. Chiêu 3, mưa tên, chiêu 2 cũ. Sát thương 300, 125 mỗi cấp, 55 công vật lý. Hiệu ứng mới, khiến địch lộ diện. Thời gian hồi chiêu 40s, 5s mỗi cấp. Nội tại, tăng 6% 20% máu tối đa chuyển thành tăng 10% máu tối đa. Chiêu 3 Hồi máu khi hạ đơn vị không phải tướng giảm từ 6% 12% máu đã mất xuống còn 4% 8% máu đã mất. Thuộc tính cơ bản, thuận sau mỗi đòn đánh thường giảm 1s chuyển thành không 8s. Nội tại, chiêu 2, chiêu 3 bắn chúng tướng sẽ không được giảm hồi không, 5s chiêu 1 nữa. Chiêu 1. Thời gian hồi chiêu, 5 5s chuyển thành 4s. Đòn đánh thường sau khi tung xong mới bắt đầu hồi chiêu. Tỷ lệ tăng tốc 50% chuyển thành 30 đến 50% bán kính kích hoạt 1m, lân cận có đồng đội hoặc đơn vị không phải tướng thì vẫn được kích hoạt. Sau khi tung đòn đánh cường hóa thì đòn đánh tiếp theo vẫn không bị giảm sát thương. Thời gian duy trì đòn đánh cường hóa 5s chuyển thành 3s. Thời gian cường đòn đánh cường hóa 0,066s. Tầm bắn đòn đánh cường hóa giảm 0 5 m độ rộng đường đạn đòn đánh cường hóa, giảm 1M. Chiêu 2 Tầm bắn, 2M Làm chậm, 90% trong 1 giây chuyển thành 50% trong 1.5 giây. Chiêu 3 Sát thương, 400, 150 mỗi cấp, 150 công vật lý, chuyển thành 350, 125 mỗi cấp, 120 công vật lý. Thời gian hồi chiêu, 30S, 20S chuyển thành 40S, 30S. Khi tụ lực bị đánh ngắt sẽ hồi chiêu trong 3 giây. Tỷ lệ SCT, 10% chuyển thành 10-20%. đến 20%. Độ rộng đường đạn, 0-5M. Sửa bút phạm vi sát thương không tương ứng thực tế. Nội tại, tăng 8% công vật lý khi bên cạnh có đồng đội chuyển thành tăng trực tiếp công vật lý 3.2%, 0-2 mỗi cấp. Chiêu 1 chỉnh cơ cấu sát thương, 100% công vật lý, sát thương vật lý kèm thêm 125, 20 mỗi cấp, 15 công vật lý, sát thương phép. Thời gian hồi chiêu, 8s chuyển thành 5s, hết hiệu ứng cường hóa mới bắt đầu hồi chiêu. Xóa nội tại làm chậm. Chiêu 2. Tỷ lệ làm chậm, 40% chuyển thành 40%, 60%. Tỷ lệ tăng tốc, 20% trong 1 giây chuyển thành 30% trong 1 giây không hạn chế số lượng tướng bị bắn chúng. Thời gian hồi chiêu 9S, 7 5S chuyển thành 10S, 8S. Chưa 3. Thời gian hồi chiêu 45S, 30S chuyển thành 40S, 30S. Sát thương và khống chế sẽ không ảnh hưởng bởi cự ly xa gần nữa và cố định ở 300, 150 mỗi cấp 80 công vật lý, sát thương vật lý và gây choáng 1.25 giây. Khi tụ lực bị đánh ngắt sẽ hồi chiêu trong 3S sử bút, tung chiêu sẽ hóa giải khống chế. Cơ chế đòn đánh thường, đánh thường sẽ không nảy sang tướng địch khác lân cận mục tiêu nữa. Chiêu 1 Sát thương, 125, 20 mỗi cấp, 25 công vật lý, chuyển thành 150, 15 mỗi cấp, 25 công vật lý. Thời gian hồi chiêu, cố định 5S. Chiêu 2 Tăng cự ly lướt, 5M chuyển thành 6M sửa bút phạm vi không đúng với thực tế. Chiêu 1, sát thương, 50, 100, 20 công phép, chuyển thành 100, 200, 20 công phép. Chiêu 2, thời gian hồi chiêu, 12S, 8S chuyển thành 11S, 9S và sẽ kết thúc sau 3 giây hoặc sau khi đỡ được một chiêu đòn khống chế. Xóa chí mạng và làm chậm. Cơ chế lá trắng, đỡ chiêu bất kỳ trong 1.5 giây, Đỡ thành công sẽ nhận tiếp 0.25 giây bất tử chuyển thành đỡ chiêu đòn khống chế trong 3 giây, đỡ thành công nhận tiếp 0.5 giây miễn khống. Cơ chế tăng tốc, tăng tốc 60% trong 1.5 giây chuyển thành tăng tốc 20% trong 3 giây và miễn làm chậm. Mới thêm, lá trắng chặn 200, 60 mỗi cấp, 80 công vật lý, sát thương. Ảnh, internet